Em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em. Chào mừng bà con đến với kênh Tim Sắt Đức Thắng nha bà con. Em mới về một ít inox. Inox 251. Mà có bữa hổm có số anh em kêu em là lấy nó hơi mỏng mỏng lên tí xíu đang cho nó nhẹ ký. Thì đáp ứng có nhu cầu của anh em mình. À, bên em bữa nay có về một ít số cái inox mà nó có loại là 34 1 ly 8 42 thì nó 2 ly nên cho nó nhẹ cái chi phí cho anh em cũng như số bà con mình mà nhưng mà cái nói chung mình ít sử dụng á, cần nó ít tốn kém á. À, cái giày em vẫn còn anh em, thì ở đây em có 3 cái khuôn khổ, 4 cái khổ là bọc lắp này có mà giờ anh không biết ở đâu. Em có loại nếu mà máy xăng 34 thì em có loại khổ 1m8 nè, 2m với 2m4, lại nóc 201 với 304 em đều có hết. Còn tiếp 42 thì em có 4 cỡ là 2m, 2m2, 2m4, 2m8 là em có 4 cỡ đó nghe nè. Nhiều khi nãy em sơ sức là em quên cái cổ là 2m6. Hồi nãy con anh hỏi em là không, chưa có lấy, quên rồi. Là em quên lấy cái khổ 2m6 rồi, em hẹn anh em ra vài ngày ha, bị một cái hàng nó về vài ngày nó mới diện lần. Rồi ví dụ như giờ em nói anh em là cái này 1m8 nè, ủa cái này là cái khổ nó là 2m4 nè, cây nó dài gì nè, dùng cho Honda 13, Honda 5, người 5, 6, người 5, cái này bọc lắp nó dài 2m4, con có lấy thước không nhìn, cái này là 2m4 nè coi dụng, thì trọng lượng nó rất là rẻ mà giá bên em không thay đổi nha nè. Cái này nó là 3,5 kg nè cô chú thấy không, nó 3,5 kg. Cô chú cứ việc về tới nơi cô chú cứ việc cân lại ha, em không có chịu mà nói chuyện mập mờ nhầm mình không ai nói gì ra, nhưng mà bán inox thì nó cho nó rõ ràng vô inox 201 thì em nói 201 hoặc 304 thì em nói 304 còn có 204. Chứ em không chịu mà nói là inox mờ không rõ, nói chung chung inox em không chịu gì. Ví dụ như cái này là 201, đúng 201 nè. Thì có con số thôi mà em cũng không có tiện nói ra, nhưng mà em anh em nào mua bên em thì chắc chắn với anh em là inox sao thì em nói gì à. Này như là inox 201 nè. Thì nó cây này nó 2m4, nó chỉ có 3,5 kg thôi. 3,5 kg nè cô chú. Thì mỗi 1 kg cô chú nhân lên là 80.000. Còn inox 304 thì nó là 100.000 một ký. 100.000 ký cô chú cứ cân nó ra vậy. Rồi ví dụ như cô chú muốn đóng bằng cây, em nói ví dụ như cái cây này muốn đóng bằng cây nè 2m4 thì tùy theo cô chú muốn đóng là 10 ống 15 ống còn bao nhiêu thì cô chú cứ 10 ống là 50.000, bị bên em đóng bằng máy ha, 10 ống là 50.000, không có gì thay đổi hết, 15 ống thì 75.000. Còn như cái này là cái bọc lắp của máy dầu nè, là tiếp 42, nó dày 2 ly, cái này là dày 2m8 nè. 2m8 thì nó chỉ có 5,7 kg thôi. 5,7 kg thôi cô chú, là nó 2m8 nè. Đó, 2m8 là nó 5,7 kg. Bởi khi mình sử dụng, nếu mà dùng mình nước ngọt hoặc nước nhiễm phèn ha, cô chú xài cái này nó rất là bền, rất là lâu mà giá thành nó cũng không nhiều chứ. 5,7 kg thì cô chú nhân với 80.000 thì nó sẽ ra giá tiền. Còn đóng bằng cây đối với máy dầu thì 10 ống nó là 60.000. Còn cô chú muốn đóng 15 ống mình xài cho nó lâu á thì nó 90 cộng thêm cái tiền ship. Cái này thông thường thì tiền ship nó tầm cỡ khoảng 45 đến 50.000 trở lại chú, cô chú. Từ Nam ra Bắc giá không đổi. Đó, cái giá nó vậy đó. Còn inox 304 thì cô chú nhớ lưu ý nha. 304 thì nó màu nó đục hơn chứ nó có cũng đóng trên đó là 304 mà nó là 100.000 một ký. Thì cô chú cứ cân bao nhiêu ký thì cô chú cứ tính, nó không có gì hết, nó không có gì thay đổi hết. Inox 304 thì nó sẽ đóng lên đây 304 nè, mở điện thoại em nó cùi bóc với nó đục, cô chú nếu mà nhìn kỹ thì cô chú dễ phân biệt lắm, nhìn nó màu đục ngầu à. Khi mà mình xài thời gian thì nó mới sáng lên. Thì nãy em có chia sẻ cô chú là em có 4 cỡ ha, là 1m8, 2m, 2m2, 2m4 đối với máy xăng mình. Còn cốt nó cũng vậy cô chú, 201, 304 không có gì thay đổi hết. Cây cốt ví dụ như bình thường nó là cô chú đặt là 2m,
gửi hai mét theo cái bọc lát á, thì cứ cần ký cộng thêm cái tiền tiện nhân là nó sẽ dưới tiền ship là nó sẽ ra cái giá tiền của mình, là cô chú có thể tự kiểm tra luôn cái đơn hàng mà biết bao nhiêu tiền luôn. Cái hàng đến nơi cô chú cứ cần thoải mái nha. Còn đầu bò bên em thì bị em để 3 chỗ em dục ùm bà lặng hết, cô chú muốn xài đầu bò thì em cũng còn ít rồi nghe cô chú. Mấy ngày nay là đóng đầu bò kinh khủng luôn á, đóng đầu bò rất là nhiều. Mới về hôm qua mấy chục cái mà đóng qua này muốn bay hết rồi. Thưa gỗng còn ở đây nhiêu này cô chú, còn dưới kho dưới thì cũng được khoảng 20-30 nữa là muốn hết rồi. Đầu bò bên em thì giá nó không có đổi nhưng mà nó có thêm cái mẫu mới mà em thấy nó cũng hơi đặc biệt tí xíu nha. Cô chú nào muốn hàng chất lượng cao tí xíu thì vẫn là vỏ đó, hồi em sẽ báo, em sẽ lấy hai cái cùng một kích cỡ cho cô chú mình dễ nhìn. Như cái đầu bò này nè là 2 tấc 2, cái 2 tấc 6 bên em bán với giá là 380.000 bao ship đối với máy xăng dùng cho Honda Nhông. Honda Nhông chạy dùng ba cánh mình hoặc là chạy sơn đó. Con này cốt inox 251 304, thì để em lấy hai cái đầu bò để em để cho cô chú mình dễ phân biệt nha, giữa cái thường với em lấy thêm cái mẫu mới này nè, nhờ cô chú mình tham khảo nha. Cô chú có trụ cái nào thì cô chú alo em sẽ nhập về số lượng đó để đáp ứng cái nhu cầu mà mình sử dụng mình. Cái này đều là hai cái vỏ giống nhau nhưng mà hai cái cơ sở làm khác nhau cô chú, hai cơ sở làm khác nhau, là cái này 2 tấc 2, cái 2 tấc 6 mình chạy trên dịch 2 tấc 4 mình tề nhẹ tí xíu á. Nó này đây là mẫu cũ của bên em đang bán với giá là 380 nè, còn cái mẫu này thì nó mắc hơn 70.000 một cái. Cô chú nhớ lưu ý nha, thì cô chú nhìn để em nói trước tiên vài cái để cô chú phân biệt. Thứ nhất là cái này ba cây nè, cái khoen này cô chú nhìn thấy nó ngắn hơn ha, một điểm nè, cái này nó sẽ dài hơn nè. Còn cái này cơ bản nhà con lấy thước thì mà cậu có thước luôn, cháu quá tuyệt vời, nó nhanh nhẹ quá. Cái này nó là xài thẻ 4 phân, thì bên đây các bạn người ta xài 6 phân cô chú đó. Cái ống này thì em thấy nó tương đương là 6 phân nè, này cũng 6 phân, nhưng mà người ta có thêm một cái chi tiết cô chú nhớ lưu ý ha, là cái vòng trong này người ta dập ngắn cho này nè, ta chắn nguyên một cái ngắn cái này nữa, cô chú sẽ gắn chân dịch chỗ tại này nè, cô chú gắn ở đây là mình gắn cái chân dịch là nó chạy vòng lòng này nè. Nó được con cái là nó cái chỗ sản xuất người ta nói nếu mà mua cùng một thứ, cùng một người mà mua thử hai cái đầu bò rồi coi cái lượng nước là mình biết liền. Để nói là anh khẳng định là cái này bơm nước rất là mạnh, với cái điểm nhấn này nó làm cho cái đầu bò này nó cứng, là cái thứ nhất nha cô chú, nó hơn chỗ này nè, nó cứng. Cái thứ hai là người ta làm cho mình có quay sắt. Còn cái thứ ba là có thêm cái niềng, cái niềng nữa nha cô chú, thêm cái niềng đó. Cái này thì nó mắc hơn là 70.000 một cái, ví dụ cô chú mua cái này là 380 thì cái này 450 đó, mà nó có thêm những cái điểm nhấn vậy đó. Còn đầu bò bự nó vẫn vậy nữa cô chú, đầu bò bự người ta thiết kế em thấy nó có hay hơn cái nữa, giá nó vẫn chênh lệch nhau vậy đó. Đây cái đầu bò bự nè, 2 tấc 6 ra 3 tấc, thì cái đầu bò cũ của mình á thì giá em bán là 601, thì cái này nó mắc hơn là 70.000, nó là 608, nhưng mà nó lại thêm được cái chi tiết này nữa. Thứ nhất là cô chú thấy là nó thêm cái điểm nhấn này cô chú thấy không, cái bảng này bảng lớn nè, bảng lớn, rồi thêm cái quặng, người ta làm cái quặng vậy nè, kẹp bằng miếng inox luôn, kẹp thêm miếng inox, thêm cái niềng cho mình luôn đó. Giá nó mắc hơn vậy, nó làm tới 2 điểm nhấn. Ý da, cái này em xin lộn cô chú ơi, cái này là đầu bò lớn nó trên là tới 90.000 cô chú ơi, em xin đính chính lại nha, là đầu bò lớn nó trên là 90.000, cái kia là 601, còn cái này là 700 nè, 700.000 cô chú nhớ lưu ý nha. Dập hai cái đường ngắn nè, một cái nè, hai cái, nhờ có thêm cái chỗ này đặc biệt nhất là cái chỗ của quặng nè,
cô chú sử dụng là vô cùng chắc chắn luôn. Thứ hai là thêm cái niềm. Thì nếu mà nhu cầu của cô chú mà thấy sử dụng cái nào mà thấy chất lượng hay không, thì nhờ cô chú alo giùm em. Bị cái này là em mới lấy mẫu thôi nha cô chú. Cái này hiện tại chỉ có một thứ, chỉ có hai cái thôi. Là nếu mà thị trường cô chú chịu thì em mới dám nhập số lượng. Còn cái cũ của mình thì cái này thì nó rất là nhiều nè. Đó, nó thêm chi tiết vậy đó. Cái bự này thì nó thêm tới 90 ngàn cô chú. Còn cái nhỏ thì nãy là nó 70 ngàn. Đó, thì cô chú nhắm, cô chú làm được cái dòng nào mà cô chú thấy an toàn, hoặc là cô chú có xài trước rồi ha, có kinh nghiệm bên lĩnh vực này, thì nhờ cô chú chỉ giùm em, có như chỉ giùm con cháu cho em dễ, cho nó phù hợp với cái công việc của cô chú làm mà nó bền ha. Thì cô chú chỉ giùm con. Thì hiện tại là có mẫu mới nó chào giá gì đó. Thì dàn cầu thì bên đây giá không thay đổi cô chú. Ví dụ như là máy xăng Honda 5x5, 6x5 như dàn cầu kẽm này nè, dàn cua là đồng giá hết, bao ship luôn tới tận nhà cho mình, là cộng thêm bù lon là cái dàn cầu không là 290. Honda quăng cua 5x5, 6x5, 7x5 thì đồng giá hết. Còn cái này là dàn cầu inox nè, cái này cũng mới lấy mẫu nè cô chú. Cái này lấy mẫu đang về, nếu mà thị trường cô chú chịu quá thì em sẽ đáp ứng cô chú, là em sẽ nhập số lượng mình rất là nhiều. Cái này mỗi cái dàn cầu này thì nó có là NS 40 50 60 70 90, là bằng cái nóc nguyên bộ dàn cầu thì bằng cái nóc hết, rất là nặng luôn. Cái này chắc cỡ khoảng trên 10 kg cô chú. Nhà con sách cái này vô cân thử luôn ấy. Là nó có đủ cổ dê cho mình, cổ dê rồi bù lo, bốn ốc nền với cổ dê. Em cần thử cái thực tế nó là bao nhiêu ký. Cái này là bên cửa hàng người ta chuyên về làm bên này, người ta gửi mẫu. Ây da, quắt kim luôn quá. Cái này là 12 kg 2 cô chú ơi. 12 kg 2 là mình chưa có bù lon, chưa có bát, thì chắc nó ra cỡ khoảng là 12 kg rưỡi, cỡ khoảng là 12 kg rưỡi. Thì cái này dành cho mấy cái dàn cầu của mấy Nhật mình á, hết hết anh hết, thích hợp cho cái dàn cầu mình xài từ bọc láp 2m4 đến 2m8 cô chú, 2m8 đâu lại. Nó dài, cái này em thấy nó rất là dài, 2m4 đến 2m8 đâu lại. Nếu dài nữa là mình phải làm cái máng này nó xa hơn, đang nó mới vững cái bọc lắp. Cái này bên em đang bán với giá là 1,5 triệu em bao ship cô chú, 1,5 triệu bao ship, là giá nó không đổi từ NS 40 đến NS 90. Cô chú nào làm được một trong những cái món của bên cửa hàng em đang có thì cô chú cứ alo giùm em nha. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây cô chú. Rồi cảm ơn con trai nhiều nha, chào cô chú.